Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 8 giờ tối giờ Cali. Thì ở Việt Nam nó đã bước qua là ngày thứ tư rồi Và các bạn đã thấy được là chứng khoán ngày hôm nay đã kết thúc vẫn tiếp tục lùng màu xanh Khi mà chúng ta nhìn thấy được những cái chỉ số như là Nasdaq thì đã tăng 0.61% S&P 500 thì tăng 0.28% và Dow Jones thì không thay đổi nhiều các bạn thấy được là đây là một trong những cái thời điểm mà hiếm hoi tại vì chúng ta đang chứng kiến à, những cái công ty họ công bố quý 2 trong một tuần này và một tuần trước đó và tuần sau cũng sẽ có nhiều công ty nữa nhưng mà chúng ta đã thấy là ngày mai đó có cái thông tin liên quan tới Fed và lãi suất thường đó thì một hai ngày trước đó chứng khoán sẽ không có nhiều động tĩnh nhưng mà đợt này đã, tại vì có nhiều cái công ty công nghệ nhiều cái ngân hàng họ đã công báo quý 2 các bạn thấy được là chứng khoán vẫn tiếp tục có sự tăng trưởng chúng ta sẽ nói về cái tình hình liên quan tới Fed một lát nữa chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì bây giờ ở mức là 79 đô 39 cent các bạn đã gần trở về mức 80 đô la rồi và hợp đồng của vàng đó thì các bạn thấy là cũng cỡ đó mà thôi 1965 đô chưa mà aus pre market hiện bây giờ thì chúng ta thấy được là không có gì động tĩnh hầu hết mọi người chờ đợi một thông tin lớn ngày mai đó chính là thông tin thường dự chia sẻ với các bạn liên quan tới Fed nhưng mà trước hết chúng ta hãy nhìn vào giá cả của BTC đi đây là biểu đồ của nến giờ các bạn Tuy là zoom ra đó các bạn thấy được là giá cũng cỡ đó mà thôi trong vòng khoảng chừng một tháng qua không có nhiều sự thay đổi các bạn từ 29 tới 31 ngàn đô Chúng ta đang thấy được là ngày hôm qua đó thì giá xuống một chút dẫn đến nhiều người lại lo lắng Tại vì khi các bạn zoom vào đó thì mới thực sự thấy được là wow có ngọn nến đỏ như vậy nhưng mà thật ra khi mà zoom ra các bạn thấy giá cả cũng không có gì gọi là quá bất thường trong vòng khoảng chừng là một tháng qua thì giá cũng cỡ đó nhưng mà vì lý do là tại vì giá cứ như vậy thì chúng ta thấy là mỗi lần mà có một cái sự giảm nhẹ thì lại dẫn đến nhiều người lo lắng và có một cái sự tăng trưởng đó thì lại dẫn đến nhiều người à, lại lạc quan chứ thật ra zoom ra thì cũng không có nhiều sự thay đổi đâu các bạn và chúng ta đã thấy được là giá đã không tiếp tục xuống nữa và bây giờ giá vẫn giữ được mức là trên 29.000 đô các bạn bây giờ là 29.261 đô lúc mà mình là video này và nói tới BTC đó thì thường muốn cập nhật cái heat map với các bạn Đây là cái biểu đồ được chia sẻ bởi Classno Thì chúng ta đã nhìn thấy được đây là biểu đồ được chia sẻ kết thúc vào ngày 22 tháng 7 như là cái T3 ngày Thì cái T3 ngày đã tình hình ra sao Những mà nào mà đã theo dõi cái biểu đồ heat map này cũng đã biết là chúng ta dần dần nhìn thấy được là cái nhóm địa chỉ ví mà có hơn 10.000 BTC Nghĩa là bên trên này các bạn Địa chỉ ví mà có hơn 10.000 BTC đó Thì cái nhóm này đã chuyển từ màu xanh xe màu đỏ màu xanh nghĩa là tích lũy các bạn màu đỏ nghĩa là phân phối như là chúng ta nhìn thấy được là có BTC rời khỏi những địa chỉ ví này và phần lớn đó, cái số lượng BTC này được hấp thụ bởi cái nhóm địa chỉ ví từ 1.000 tới 10.000 BTC và chúng ta cũng đã từng nói đến cái nhóm địa chỉ ví này đó có dấu hiệu tích lũy mạnh sau khi và có thông tin liên quan tới BlackRock nạp đơn để có một Bitcoin Spot ETF rồi dẫn tới hàng loạt những công ty phố Wall cũng làm điều tương tự và khả năng rất là cao đó là có rất nhiều được chi phí trong nhóm này là thuộc vào những công ty đó các bạn tại vì con số cũng không nhỏ đâu từ 1.000 cho tới 10.000 BTC Phần còn lại đó là những địa chỉ ví mà chúng ta thấy được là dưới à, 1.000 BTC, dưới 100 BTC, dưới 10 BTC và dưới 1 BTC đó thì chúng ta cũng thấy đã từ từ chuyển từ màu đỏ nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là phần lớn vẫn đang nằm ở cái mức là giữa màu vàng và màu xanh nhạt như thế này có nghĩa là chúng ta vẫn không thấy nhiều động tĩnh Phần lớn như nhóm tích lũy đó chính là cái nhóm từ 1.000 cho đến 10.000 BTC hiện tại và có một số bạn hỏi thật giống như chúng ta nhìn một số thời gian đi trả trở về cái lúc tháng 11 của năm ngoái đó thì lúc đó các bạn thấy được là hầu như loại địa chỉ biết nào cũng tích lũy hết thì lúc đó thì ai bán ai phân phối Thực ra những địa chỉ ví này cũng giống như là những cái chỉ số mà ClassNode chia sẻ Phần lớn đó là những chỉ số này họ không có tính những địa chỉ ví của sàn Giống như các bạn thấy là ở trên cái tài liệu OnChain đó Khi các bạn nhìn vào những địa chỉ ví lớn thì các bạn thấy là những địa chỉ ví đó đã có để tên vào giống Như là đây là ví lạnh của Binance, ví nóng của Binance, ví lạnh của Bybit, ví nóng của Bybit Thì các bạn thấy được là những thông tin đó đã có sẵn rồi thì họ sẽ loại bỏ những địa chỉ ví đó tại vì đó là địa chỉ ví thuộc về sàn nó không thuộc về một đơn vị nào hết phần lớn những địa chỉ ví mà chúng ta thấy đó trên 10.000 BTC này là không có dấu hiệu là địa chỉ ví của sàn có nghĩa là thuộc về một đơn vị nào đó một tổ chức nào đó cho nên chúng ta mới thấy được là có cái thời điểm tất cả đều là màu xanh hết và cũng có thời điểm tất cả đều màu đỏ hết tại vì chúng ta thấy được là cái sự phân phối đó là giữa những cái ví này không tính những cái ví của sàn đó là cái cách mà Thuận hiểu khi mà Classno chia sẻ thông tin này à, mỗi tuần với chúng ta Và cũng giống như là Thuận đã chia sẻ trên mạng xã hội Đến nếu các bạn đang thấy thị trường đang ảm đạm thì chắc là bạn đang giữ dưới 100 BTC Tại vì những bạn nào mà lưu trữ dưới trong BTC đó, thì trong thời gian này là cái thời gian mà các bạn sẽ cảm thấy rất là ảm đạm Giá thì cũng cỡ đó đi lên một chút, đi xuống một chút, nhưng mà những bạn nào mà lưu trữ hơn con số đó thì cảm thấy đây là thời gian sôi động. Nếu các bạn là những người may mắn lưu trữ hơn 10.000 BTC đó thì đây là cái thời gian các bạn bán ra rất là nhiều và ngược lại đó, nếu như chúng ta nhìn thấy những bạn nào mà từ 1.000 tới 10.000 BTC thì lại là cái thời điểm mà các bạn cảm thấy sôi động và muốn tích lũy thêm BTC. Chúng ta nhìn chung thị trường đó, Thì các bạn đã thấy là hôm nay có nhiều màu đỏ hơn là xanh Chúng ta cũng có một số màu xanh xuất hiện các bạn Nhưng mà nói chung hôm nay là một ngày mà lên xuống Phần trăm cũng không quá nhiều lắm à, Có một đồng mà ngày hôm qua Thường chia sẻ với các bạn có sự tăng trưởng Và hôm nay đã cũng tiếp tục thấy có một sự tăng trưởng Đó chính là Dogecoin các bạn Dogecoin đã tăng 14% trong vòng mấy ngày qua rồi Thì tại sao chúng ta thấy là Phần lớn đó, những đồng Trong cái top 10-20 đều không có nhiều động tĩnh Trong vòng cả tuần qua Nhưng mà chúng ta lại thấy Dogecoin lại có sự tăng trưởng như vậy một phần đó là chúng ta đã thấy Elon Musk sau khi mà đã đổi Twitter thành X thì các bạn thấy được là bên dưới này đây chúng ta đã thấy địa điểm thì Elon Musk đã để cái chữ gì chữ logo X và cái chữ D các bạn mà chữ D này đây nhiều bạn đã biết đây là cái symbol của đồng Dogecoin cho nên nhiều người đã lập luận là Elon Musk vẫn chưa bỏ cuộc vẫn muốn Dogecoin trở thành một phần gì đó của X.com thì có phải hay không chúng ta vẫn chưa biết cho đến bây giờ Elon vẫn chưa có đưa ra bất cứ một cái thông báo gì chính thức hết nhưng mà các bạn đã thấy điều này cũng đủ để chúng ta thấy là Dogecoin có cái sự tăng trưởng trong khi phần lớn các đồng đều đứng yên một chỗ những đồng lớn thì như thường đã chia sẻ không có sự thay đổi nhiều các bạn BTC thì tăng 0.5% Ethereum thì tăng 0.4%, XRP hôm nay họ phục lại 2.8 và vẫn ở mức là 71 cent các bạn nghĩa là vẫn tăng 50% sau khi mà có thông tin đến từ thẩm phán Taurus là XRP không phải chứng khoán. Thì cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa nghe nói tới bất cứ cái thông tin gì đến từ bên SEC là họ sẽ kháng cáo hết, họ nói là họ đang suy nghĩ đến, có khả năng là như vậy nhưng mà vẫn chưa có chính thức các bạn. Thì khi nào mà chính thức có một luật sư đó thì chia sẻ quan điểm là có khả năng là trong vòng 2 tuần tới đây thì tại sao lại phải chờ 2 tuần Para la thường sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa Và thường sẽ nhớ lần này hôm qua thường quên chia sẻ một số thông tin nhưng mà cái thông tin liên quan tới uh, Elon Musk để cái chữ X và chữ D này đã thường đã chia sẻ trên mạng xã hội với các bạn rồi thường chỉ uh, không có nói đến trong video mà thôi nhưng mà hôm nay thuận lại muốn chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn tình hình như thế nào và chúng ta nói tới uh, tình hình chung của thị trường tài chính á, thì uh, trong tuần này chúng ta đã biết là có nhiều cái thông tin nổi bật và cái thông tin nổi bật được chia sẻ ngày hôm nay là cái thông tin liên quan đến giá nhà ở Hoa Kỳ các bạn và chúng ta cũng đã từng nhìn thấy một cái biểu đồ thuận chia sẻ đó đây là cái biểu đồ mà chúng ta tính chay mức trung bình giá nhà Hoa Kỳ có nghĩa là chúng ta không phải là tính riêng về một thành phố nào hay là một loại nhà nào đây là cái mức giá trung bình nhà của Hoa Kỳ cho tất cả các tiểu bang thì các bạn đã thấy là cái mức mà cao nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ tính từ năm 99 tới bây giờ và thậm chí cao nhất trong mọi thời đại các bạn đó chính là 413.800 đô đây là cái mức giá trung bình mà thôi có những tiểu bang như Cali đó thì cái mức giá nó có thể là cao hơn gấp đôi các bạn đó có những tiểu bang rẻ hơn thì mức giá nó thấp hơn nhưng mà trung bình là 413.800

bà đã có cái mức giá này ra vào thời điểm là khoảng hè năm ngoái thì chúng ta đã thấy là sau đó đã có một cái đợt điều chỉnh xuống còn có 361.200 đô cho cái mức giá trung bình ở Hoa Kỳ sau khi mà Fed bắt đầu tăng lãi suất dẫn đến là nhiều người họ đang có ý định mua nhà họ lại ngưng nhưng mà ngược lại đó cái việc Fed tăng lãi suất cũng đã dẫn đến là nhiều người họ không muốn bán nhà tại vì khi họ bán rồi lại phải mua nhà mới với lãi suất cao hơn dẫn đến là các bạn thấy là giá nhà Hoa Kỳ cực kỳ hiếm hoi bây giờ thì cái mức giá nhà lại tăng ngược cho lên trong vòng hai ba tháng qua bây giờ chúng ta chỉ cách cái đỉnh cao nhất mỗi thời điểm chỉ có một phần trăm mà thôi các bạn các bạn cứ nghĩ đi trong cái thời điểm mà Fed tăng lãi suất mạnh như vậy, trong cái thời điểm mà nền kinh tế đang chậm lại mà giá nhà không đi xuống các bạn mà ngược lại còn tăng nữa. Đây là một trong những điều mà Thuận nghĩ Thuận sẽ rút kinh nghiệm sau này. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay đó, thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ trong video này. Đó chính là Cryptonomy. Đây là một nền tảng đầu tư nền kinh tế tài sản kỹ thuật số mới hỗ trợ nhiều crypto phổ biến trên thị trường hiện nay. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video. Trên Cryptonomy đó thì các bạn có thể tìm thấy nhiều loại dịch vụ khác nhau bạn có thể đăng ký mở một tài khoản và quản lý tất cả tài sản dịch vụ mà bạn tham gia ví dụ như là trong tài khoản đầu tư đó bạn có thể thấy cryptonomy cung cấp các dịch vụ tiết kiệm khá phổ biến như là của sàn binance giống như là Luxable, đây là một cái dịch vụ gửi tiết kiệm minh hoạt tức là bạn có thể rút bất cứ khi nào mà cần dùng đến crypto của mình nhưng mà vẫn có thể nhận được lãi với các đồng được hỗ trợ như là bitcoin ethereum hay là phần lớn các đồng phổ biến khác các bạn cũng có thể biết chính xác APY ở đây và các chỉ số như là lãi hàng ngày đây có thể có những lựa chọn phù hợp để có tỷ lệ lãi cao hơn đó thì gửi lại cố định có nghĩa là fix và tất nhiên đây là một cái phương thức bắt buộc bạn cần phải gửi cho một khoảng thời gian cố định nào đó để có thể nhận lãi và không thể rút trước thời hạn được như là một tháng, 3 tháng, 6 tháng hay là một năm Một sản phẩm khác bạn có thể tìm thấy đó chính là Launch Pool Launch Pool là sản phẩm chủ lực của Cryptonomy trong Launchpool, người dùng có thể tham gia vào các hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm của công ty và đầu tư vào một nhóm token giai đoạn đầu của các công ty và các dự án khác nhau. Điều này cho phép nhóm chia sẻ lợi nhuận, bạn có thể tiếp cận được với khả năng đạt được lợi nhuận cao hơn. Wallet thì trong Wallet bạn có thể quản lý crypto của mình, tạo ví và deposit vào trước khi mà tham gia các dịch vụ của Cryptonomy quản lý số dư, quản lý giao dịch hay là chuyển đổi giữa các dịch vụ của Cryptonomy Loans Loans là nơi mà bạn có thể quản lý dịch vụ vay và cho vay có thể hiện các mức lãi suất cụ thể Đây là những sản phẩm các bạn có thể tìm thấy được trong Cryptonomy là một nền tảng khá dễ sử dụng với những dịch vụ phổ biến và quen thuộc Cryptonomy là nền tảng được cấp phép hiện có hơn 100.000 người sử dụng trên toàn cầu Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Cryptonomy Nếu mà nào mà quan tâm đó, thì những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới phần mô tả của video này Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục trở lại với những thông tin tự bật trong video ngày hôm nay Tất cả mọi thứ nó sẽ không như chúng ta nghĩ Và chỉ khi nào mà các bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm Sau mỗi một cái thời điểm nào đó giống như cho bạn thấy là nhiều người đã tích lũy được cái kinh nghiệm là mỗi lần mà có một cái sự việc như là dịch bệnh xảy ra đó thì chuyện gì sẽ kế tiếp dẫn đến là nhiều ngân hàng trung ương bơm tiền vào, nhiều ngân hàng trung ương họ muốn kích thích nền kinh tế dẫn đến là những tài sản lại tăng trưởng trong khi mà dịch bệnh dẫn đến là cái chuỗi cung ứng toàn cầu hầu như đứng như một chỗ, các bạn nhiều người bị thất nghiệp nhưng mà ngược lại tài sản lại tăng, tại vì tiền được in rất là nhiều và chúng ta cũng đã rút ra kinh nghiệm từ năm 2008 đó khi mà mọi người à, lo lắng về suy thoái tài chính khi mà suy thoái tài chính Xảy ra đó, lúc đó mọi người thì họ đều muốn thủ, họ không muốn đầu tư, họ không muốn chơi gì mạo hiểm. Thì đó lại là những lúc mà đầu tư tốt nhất các bạn. Và Thùng đã chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm đó khi mà chúng ta bắt đầu bước vào à, cuối năm 2022. Và cho đến bây giờ các bạn thấy được là sau khi mọi người lo lắng thì năm nay là một năm mà có cái sự hồi phục rất là nhanh. Mặc dù là tình hình kinh tế nói chung đó không, không phải là tăng trưởng mạnh, thậm chí là chậm hơn nữa các bạn khắp nơi trên thế giới nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy là những tài sản lại có sự hồi phục trong năm nay thì chúng ta càng ngày sẽ càng có được nhiều kinh nghiệm hơn cho nên các bạn mới thấy được là thường nên những người nào mà họ ở lại thị trường tài chính này họ không bỏ cuộc tại vì có rất nhiều người bỏ cuộc các bạn trong thị trường chứng khoán trong thị trường à, đầu tư vàng trong thị trường đầu tư bất động sản và trong thị trường crypto họ bỏ cuộc và họ đã không có cái cơ hội để tích tử thêm kinh nghiệm và họ đã không có cơ hội để áp dụng những kinh nghiệm đó cho những đợt sau này tại vì sẽ có những đợt sau này các bạn chúng ta thấy được là mỗi 10 năm hay gì đó hay là mỗi 20 năm lại sẽ có một cái gì đó một cái gì đó mới mà mọi người không biết đến dẫn đến là giá cả tăng trưởng cao hay là một cái sự kiện gì đó cực kỳ xấu mà mọi người không nghĩ đến lại xảy ra giống như chúng ta nói tới là khủng hoảng năm 2000, khủng hoảng năm 2008, chúng ta nói tới khủng hoảng dịch bệnh mới đây hay là chúng ta nói tới cái gì đó mà mọi người không nghĩ đến nhưng mà lại trở thành một cái gì đó cực kỳ có giá trị như là những công ty internet năm 1995 tới năm 2000 tới bây giờ chúng ta nói tới những cái tài sản giống như chúng ta vừa nói đến BTC thì các bạn đã thấy được là BTC cũng xuất hiện cái mười 14 năm mà thôi 14 năm trước đâu có bao nhiêu người để ý đến BTC đâu các bạn thì càng ở lâu trong thị trường tài chính các bạn càng tích lũy được thêm kinh nghiệm và nếu các bạn gắn bó với thị trường tài chính nói chung không nói riêng là về crypto các bạn miễn là các bạn gắn bó các bạn chỉ học hỏi thì các bạn sẽ kiếm ra tiền đó là cái sự thật mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là lòng tin của thuần. Rồi chúng ta hãy nói tới ngày mai đi Thì ngày mai đó sẽ có một cái tin tức rất là lớn Đó chính là Fed sẽ công bố lãi suất các bạn Còn 14 giờ 45 phút nữa Thì để hiểu đơn giản đó, Thì Fed sẽ công bố lãi suất vào lúc 11 giờ trưa Giờ Cali ngày mai Có nghĩa là các bạn sẽ nhận được thông tin Fed công bố lãi suất Vào 1 giờ sáng Tối ngày hôm nay các bạn nghĩ là khuya ngày hôm nay đó tới lúc 1 giờ sáng các bạn sẽ nhận được cái thông tin đó thì chúng ta sẽ thấy Fed công bố là sẽ tăng hay là không tăng lãi suất rồi sau đó Fed sẽ có một cái cuộc họp báo sau đó 30 phút Thuân sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn khi mà Fed bắt đầu phát biểu trên những mạng xã hội cho nên các bạn đừng quên theo dõi Thuân Capital và chúng ta nhìn thấy được là tới bây giờ đó thì 98.9% các bạn hầu như là 100% nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0.25% và những người nào mà đã theo dõi à, kênh và theo dõi chỉ số CME trong vòng hơn một năm và cũng biết là chỉ số này đã chưa bao giờ sai các bạn. Đương nhiên họ không nào biết được Là Fed sẽ làm gì nhưng mà các bạn thấy được là Fed á, thì ngược lại rất là quan tâm đến những chỉ số này và Fed á, thì luôn nói là không muốn làm cho thị trường tài chính có một sự bất ngờ cho nên khả năng cao ngày mai lại sẽ tăng 0.25%, vẫn có 1.1% các bạn nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất 0.5% luôn Nếu như điều này xảy ra đó sẽ cực kỳ xấu các bạn Đây là một cái cú sốc cho thị trường và tất cả sẽ rất là đỏ Nhưng mà ngược lại chúng ta hy vọng vẫn có một cơ hội nào đó Cho dù mỏng manh vẫn có một cơ hội là Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất trong cái đợt này tạm ngưng thêm một đợt nữa tại vì chúng ta thấy là chỉ số phần trăm lạm phát cũng đã có tiến triển tốt rồi nhưng mà khả năng cao vẫn đạt Fed sẽ tăng 0.25% nếu như là như vậy thì đó là cái suy nghĩ của nhiều người rồi không gì gọi là bất ngờ hết nếu như mà fed không tăng thì sẽ là một màu xanh xuất hiện các bạn một điều mình thuận muốn nhắc nhở các bạn là những bà nào mà thích trade đó, nhất là những mà nào mà sử dụng margin thì nên hiểu là những cái lúc mà trước khi mà fed công bố quyết định lãi suất hay là ngay sau đó đó thị trường sẽ rất là dao động chúng ta đã từng chứng kiến là vài tiếng đồng hồ trước khi mà fed ra quyết định về lãi suất thì giá PDC tăng lên nhanh hoặc là giảm nhanh nhưng mà ngay sau đó đó thì lại đảo ngược lại và khi mà có cái thông tin chính thức rồi đó thì các bạn hãy đảo ngược lại một lần nữa cho nên chúng ta sẽ không có rõ xu hướng cho đến khi mà Fed đã công bố lãi suất có cuộc họp báo của Fed rồi sau đã khoảng chừng là 10 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ nữa ngày sau đó khi mà mọi người ở châu Á và những nơi khác đã bắt đầu thức dậy và nhận được thông tin thì chúng ta mới thực sự biết rõ ràng là thị trường nghĩ sao về những gì mà Fed chia sẻ chứ còn trong thời điểm đó nó sẽ lên xuống rất là thất thường cho nên các bạn cũng nên cẩn thận rồi chúng ta cũng có thêm một cái thông tin khác nữa đây là thông tin được chia sẻ bởi uh, jp morgan các bạn ngân hàng jp morgan à, cũng đã đưa ra một nhận định các bạn đã biết là trên channel này chúng ta cũng thường hay nói đến kinh tế vĩ mô và một trong những đề tài mà chúng ta cũng hay nhắc đến đó chính là cái vai trò của đồng đô la ở trong giao dịch thế giới và vai trò của đồng đô la trong việc lưu trữ tài sản của thế giới các bạn đã biết là ít nhiều gì đó thì những người nào mà tin btc thì cũng hy vọng là một ngày nào đó btc sẽ trở thành một phần nhỏ cho dù một phần nhỏ và thôi trong cái vai trò là tiền dự trữ tài sản dự trữ của thế giới Điều đó đã bắt đầu xảy ra một phần nhỏ đó các bạn Chúng ta nói tới những quốc gia như là El Salvador thì cũng có lưu trữ BTC thường nhớ là một quốc gia khác nữa cũng có lưu trữ BTC nhưng mà nó chỉ là mới bắt đầu mà thôi Các bạn đã thấy là những cái dự đoán là giá BTC sẽ lên tới 1 triệu, 5 triệu Những cái dự đoán mà cực kỳ kinh khủng mà thường cũng không dám nghĩ đến đó. Thì phần lớn như dự đoán đó là dựa vào là một phần của thị trường forward sẽ nằm trong BTC Một phần của thị trường chứng khoán, một phần của thị trường trái phiếu, một phần của thị trường vàng Và một phần của dự trữ đô la sẽ nằm ở BTC cho nên mới có những cái ước tính là BTC sẽ lên tới là một triệu 5 triệu nhưng mà thật ra đó thì chúng ta thấy là cái vai trò của đồng đô la bây giờ vẫn là tiền dự trữ của thế giới vẫn là đồng được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch quốc tế nhưng mà cái vai trò đó đang ngày lại càng nhỏ đi các bạn và đương nhiên chúng ta đã thấy là có nhiều bài báo đó họ viết để các bạn bấm vào đọc cái cách mà nó giật thay đồ các bạn dẫn cho các bạn đọc cái cái thông tin các bạn cảm thấy là wow thông tin này nóng quá nhưng mà thật ra các bạn thấy là phần lớn như bài báo đó chỉ đưa ra được những cái thông tin là có quốc gia này quốc gia kia đang nghĩ đến việc là sẽ thay thế đồng đô la và giảm cái à, sự dự giảm và đồng đô la trong giờ quốc tế hay là dự giảm và đồng đô la trong à, việc dự trữ tài sản quốc tế nhưng mà trên căn bản đó các bạn thấy được là JP Morgan thì cũng đã đưa ra nhận định này nhưng mà họ nói là khả năng cao trong vòng 10 năm tới đồng đô la vẫn sẽ đồng thống trị trong giao dịch quốc tế các bạn và có khả năng là trong cuộc đời của thuần và nhiều bạn đó thì đồng đô la vẫn sẽ chiếm một vai trò lớn trong giao dịch quốc tế còn sau đó thì sao thì đi sẽ không biết được nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là thống kê đến từ IMF các bạn thì chúng ta thấy được là tính tới lúc năm 2022 đến cuối năm đó thì chúng ta đã nhìn thấy đây là cái phần trăm của giao dịch quốc tế sử dụng đồng đô la thì chúng ta đã nhìn thấy được là đồng đô la bây giờ vẫn chiếm tỷ lệ là khoảng chừng 60% các bạn. Cái phần trăm này đã giảm ra thời gian rồi giống như là các bạn có thể nhìn thấy cái tài liệu này đến từ BAS các bạn. Đây là ngân hàng thanh toán quốc tế thì họ cũng đã đưa ra một cái biểu đồ như các bạn nhìn thấy trên màn hình cái đường màu đỏ này là cái phần trăm đồng đô la sử dụng trong cái giao dịch quốc tế và các bạn thấy được là từ năm 2000 cho tới bây giờ đó thì cũng đã có cái sự suy giảm trước đây đã khoảng chừng 72% của tất cả giao dịch dùng đồng đô la vào năm 2000 các bạn bây giờ là còn khoảng 60% mà thôi thông tin này cũng tương tự như thông tin được chia sẻ từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF các bạn nhưng mà các bạn thấy là cái đồng lớn thứ nhì được sử dụng trong giao dịch quốc tế đó chính là euro kế đó là đồng Nhật Bản và kế đó nữa chính là đồng bảng Anh à, và chúng ta thấy được là đồng Trung Quốc đó, thì nhân dân tệ chỉ Chiếm cái phần trăm là khoảng chừng 2% mà thôi hay 3% thôi. Phần trăm rất là nhỏ. Cho nên thường cảm thấy là có một số những cái nhận định nói là cái đồng sẽ thay thế đô la là đồng nhân tệ. Thường cảm thấy điều đó cũng không có hẳn là chính xác đâu. Tại vì các bạn đã thấy nếu như mà nói đồng đô la càng ngày sẽ mất đi cái vị thế của mình thì cái đồng lớn thứ nhì uh, sẽ chiếm vị thế đó khả năng là đồng euro hay là đồng Nhật Bản hay là đồng bản Anh các bạn. Chứ nói tới là cái sự khác biệt giữa đồng nhưng nhưng tại trong nhiều quốc tế so với lại cái phần trăm của đồng đô la thì nó khác xa quá nếu nói là đồng nhân tại sẽ nhanh chóng chiếm phần trăm lớn thì thường cảm thấy khả năng đó nó không có cao và nhiều người nói là họ không có tin phép thì thường sẽ hỏi ngược lại như vậy thì họ tin tưởng ngân hàng trung ương trung quốc bao nhiêu phần trăm đó là cái điều mà các bạn cần phải nghĩ đến và thật ra đó các bạn đã thấy đối với lại jp morgan họ cũng nói lý do tại sao mà đồng đô la càng ngày càng mất đi cái vị thế của mình à, trong cái giao dịch quốc tế đó không phải là tại vì đồng đô la in ra nhiều quá hay là lạm phát quá cao hay gì hết á tại vì các bạn đã thấy là khi mà so sánh đồng đô la với nhiều đồng khác đó thì các bạn sẽ dễ dàng thấy được là rất nhiều đồng trên thế giới cái phần trăm lạm phát còn cao hơn nữa và chúng ta nói tới những đồng của những cái quốc gia lớn đó chứ không nói tới những quốc gia nhỏ các bạn Nhưng mà cái lý do tại sao mà JP Morgan nói là đồng đô la đó mất đi vị thế theo thời gian đó chính là liên quan đến cấm vận các bạn Tại vì cấm vận đó là một cái vị thế nào đó mà không phải ai cũng làm được các bạn Tại vì không phải bất cứ tiền nào cũng có thể ra quy định cấm vận Tại vì tiền phải được sử dụng rộng rãi thì cấm vận nó mới có hiệu quả Nhưng mà ngược lại vì lý do đó khiến cho nhiều quốc gia không an tâm các bạn Giống như chúng ta thấy là mỗi lần mà có một cái gì đó lớn xảy ra thì một trong những chiến lược là cấm vận có nghĩa là không được sử dụng đồng đô la và không ai có trade với quốc gia đó thì dẫn đến là chúng ta thấy đồng đô la và một cái công cụ gì đó mà có thể được dùng để mà tấn công một quốc gia hay là được dùng để mà kiềm chế một quốc gia nào đó thì đó là cái điều mà nhiều quốc gia không muốn các bạn họ muốn có một cái đồng mà họ không cần phải lệ thuộc quá nhiều lỡ như một ngày nào đó quốc gia nào đó không có cùng đường với lại Hoa Kỳ thì có bị cấm vận hay là không. Các bạn thấy được là mỗi lần bị cấm vận như vậy đó thì sẽ cực kỳ khó khăn cho quốc gia đó cho nên à, mọi người vẫn đang tiến tới kiếm một cái loại tiền nào đó có thể là không cần phải phụ thuộc nhiều đồng đô la và không sợ cấm vận thì các bạn thấy là có nhiều nỗ lực gần đây giống như là chúng ta nói tới cái nhóm BRICS à, họ muốn tạo ra một cái đồng chung cho những quốc gia đó để sử dụng. Thường không biết là đến đâu các bạn thường nghe nói tới khá nhiều Trong vòng khoảng chừng à, 6-7 tháng qua Nhưng mà gần đây thì hầu như cũng rất ít nghe nói tới nữa à, Và đối với thuận đó thì một trong những đồng Một trong những tài sản họ có sử dụng Đó chính là BTC các bạn BTC không thể bị đóng băng bởi bất cứ một đơn vị nào hết Và hoàn toàn có sự phi tập trung Cho nên chúng ta thấy được đó hoàn toàn có khả năng Là một cái tài sản nào đó chiếm một phần Thường không nói là chiếm phần lớn hay là bao nhiêu phần trăm thôi chỉ nói là hoàn toàn có khả năng là một phần Của giao dịch thế giới Đối với thuận là như vậy các bạn nghĩ sao các bạn có thể comment ở bên dưới